tính khí của bạn thế nào cuộc sống của bạn như vậy tính khí tốt phong thủy tốt tính khí xấu phong thủy xấu trong cuộc sống mức bình tĩnh là một bản năng và kiềm chế sự nóng nảy là một bản lĩnh một tính khí quyết định vận may cả đời hẹp hòi nóng nảy thì làm một việc cũng không thành điềm đạm nhẹ nhàng trong phút tự tìm đến một người cáo kỉnh thô bạo khó mà đạt được thành tựu một người ôn hòa lương thiện phúc khí không mời mà đến bờ thế mới nói tính cách quyết định số phận tính khí quyết định vận may xưa ở một làng nọ có hai cụ già bằng tuổi nhau tuy là hàng xóm nhưng cuộc sống của họ hoàn toàn khác nhau một trong hai người có khuôn mặt nhân hậu ăn nói nhẹ nhàng hàng xóm hết lời khen ngợi bà nhân hậu tốt tính và sẵn sàng nói chuyện với bà người còn lại nhìn mọi người bằng nửa con mắt thường xuyên bàn tán phán xét sau lưng người khác và nổi nóng khi cảm thấy không vừa ý con cái đến thăm thì bà chê nọ chê kia lâu dần các con không muốn về thăm bà nữa hàng xóm tránh mặt cuộc sống của bà càng ngày càng nghèo khó nhưng tính tình vẫn không hề thay đổi một người gắt gỏng giống như thùng thuốc nổ dù vận may có đến thì nó cũng sợ hãi bỏ đi. Lòng dạ hẹp hòi là cái gốc của tai họa, tấm lòng rộng mở là cánh cửa dẫn đến phúc lành. Cuộc sống giống như một lớp tu hành, may mắn sẽ đến với bạn chỉ khi bạn thay đổi được tính khí nóng nảy của mình. 2. Nóng nảy ảnh hưởng đến hòa khí gia đình Ở nơi đông người, nếu một người nổi nóng, tất cả mọi người đều không vui. Trong gia đình cũng vậy, tính khí hung bạo của một người có thể ảnh hưởng đến bầu không khí hòa thuận của cả gia đình tính tình xấu giống như một loại virus nó lây lan rất nhanh và để lại hậu quả vô cùng tồi tệ một người cha bị sếp phê bình và trở về nhà với tâm trạng bực bội thấy vợ chưa chuẩn bị buổi tối anh ta quát tháo ầm ĩ và đá cả con chó cưng bên cạnh con chó sợ hãi chạy ra khỏi cửa chẳng may đụng phải cậu con trai mới đi học về khiến cho cậu bé ngã dúi dụi. Vậy là một ngày lẽ ra tốt đẹp đã bị phá hỏng bởi sự nóng giận vô cớ ấy. Nếu bạn bất bình tĩnh và gây gỗ với người nhà, gia đình bạn sẽ luôn trong tình trạng căng thẳng, thậm chí dẫn đến tan nát. Trong cuộc sống, đừng để sự nóng nảy phá hỏng gia đình bạn. Nhà có yên ấm, vạn sự mới được như ý. Chỉ cần kiềm chế tính nóng, hòa nhã với mọi người, gia đình tự khắc hòa thuận làm ăn ắt phát đạt. Ba. Tính tình tốt mọi việc sẽ hanh thông. Một người có khả năng kiềm chế tính khí của mình là người có phúc, có thể tự mang đến phú quý cho mình. Tính tình tốt, cuộc sống hạnh phúc, mọi việc thuận lợi. Tính tình tốt, sức khỏe dồi dào, tinh thần thoải mái, tuổi thọ tự nhiên kéo dài. Tính tình tốt, tích cực và lạc quan, sự nghiệp lên như diều gặp gió cuộc sống là thế, đừng để sự nóng nảy cướp đi phúc khí, lấy đi phận may của bạn và chỉ để lại những ân oán. Nhiều người đã từng hỏi tôi, bạn xem liệu sự nghiệp của tôi có thuận mượn xuôi gió không, liệu gia đình tôi có hạnh phúc, liệu con cái tôi có tương lai, cuộc hôn nhân của tôi sẽ thế nào? Tôi chỉ hỏi họ một câu, tính tình của bạn có tốt không? Chỉ cần tính khí tốt thì mọi việc sẽ tốt, tính khí càng tốt phúc khí càng nhiều trong suốt quãng đời còn lại hãy là một người hiền lành và rộng lượng giữ tâm thái bình tĩnh sửa tính nóng nảy và tu dưỡng tính cách của bản thân bởi tính tình của bạn thế nào vận mệnh của bạn sẽ như vậy người tài trí tuyệt đối không làm việc theo cảm xúc tính khí càng thất thường càng dại càng nhẫn nại chờ thời càng thất bại Tính ra thì thời gian vàng để kiếm tiền của mỗi người chẳng qua cũng chỉ có 20-30 năm. Ở thời kỳ đỉnh cao này, kiếm tiền, tiêu cũng nhiều. Bạn đã từng nghĩ bạn dựa vào cái gì để đạt được tự do tài chính sau 30 tuổi. Rồi tiền chăm sóc vợ con, phụng dưỡng cha mẹ và dưỡng lão cho chính mình. Ở độ tuổi đẹp nhất, kiếm tiền là để phục vụ bản thân, tiêu tiền là để xứng đáng với chính mình nếu tiền kiếm ra là để nâng cao chất lượng cuộc sống việc nên tiêu tiền thì đừng lơ là biết kiếm tiền là bản lĩnh tiền sinh ra tiền mới là bảo hiểm cao cấp nhất tiền cần kiếm cũng cần tiết kiệm tiết kiệm lại rồi cất ở chỗ nên cất đợi nó mang tới cho bạn sự bất ngờ làm người phải có năng lực kiếm tiền cũng phải có ý thức tiết kiệm tiền càng phải có thủ thuật quản lý và lên kế hoạch tài chính cá nhân đó là những điều tôi nhận ra sau nhiều năm vật lộn kiếm tiền, không ngại bông ba khói nhọc, thắt chặt chi tiêu vì mục đích có được một khoản tích cớp để sau 30 tuổi không bị hoang mang, bối rối về tương lai bất định. Khoản tiết kiệm 1-2 tỷ trước thềm sinh nhật lần thứ 28 của mình được coi là một thành tựu nho nhỏ, đáng để bản thân hãnh diện, tự hào. Dù đối với nhiều người, con số ấy vẫn là quá khiêm tốn. Dù vậy, tôi vẫn muốn chia sẻ một chút bí quyết tiết kiệm của mình. Biết đâu sẽ hữu ích cho ai đó đọc được. một Không nên tiêu hết 10 đồng khi làm ra được 10 đồng. Bạn nên chia thu nhập bản thân làm nhiều phần tùy theo nhu cầu của bạn. Một phần cho chi tiêu căn bản như ăn uống, một phần để mua sắm các vật dụng cần thiết, một phần dùng tiết kiệm cho những mục tiêu trong tương lai như mua nhà hay đi du lịch một phần để dành cho những rủi ro biến cố về sức khỏe. 2. Không nên chi tiêu một cách sĩ diện hảo Người giàu hẳn có cách chi tiêu của người giàu. Người kém thu nhập hơn ắt cũng sẽ có những cách chi tiêu riêng. Liệu cơm gấp mắm không nên chi tiêu quá đà chỉ để chứng tỏ một điều gì đó cho thiên hạ thấy? Vì có thể sau khi chi tiêu quá đà, bạn sẽ lâm vào cảnh nợ nần, túng quẩn, stress, triền miên. 3 lên kế hoạch kỹ trước khi thực hiện một điều gì đó việc lên kế hoạch giúp ta phần nào lường trước để tránh khỏi các rủi ro trong tương lai lên kế hoạch cũng cho ta biết được việc thu nhập nên chia ra thành bao nhiêu phần và mỗi phần cần bao nhiêu tiền bạn càng lên kế hoạch kỹ bao nhiêu rủi ro mất tiền oan hoặc chi tiêu không hợp lý càng giảm thiểu với nhiều 4. phải biết nói không với những lời chào mời ngon ngọt các chuyên gia marketing rất biết cách móc hầu bao khách hàng bằng nhiều hình thức mời chào sản phẩm hấp dẫn. Rất nhiều món hàng nhìn chỉ khác hình thức và kiểu dáng, dù công dụng của nó không khác là bao so với cái bạn đã mua trước đó và đang sử dụng. Nếu ở nhà bạn đã có món đồ đó rồi, hãy cân nhắc lý do tại sao phải mua một món đồ mới tương tự công năng. 5. Biến các công cụ trong nhà thành những vật dụng đa năng chỉ một chút khéo tay bạn có thể sáng tạo ra rất nhiều món đồ ý nghĩa ví dụ thay vì mua tranh ở cửa hàng tranh bạn có thể chọn một bức hình đẹp trên internet và in ra đóng khung và treo trên tường nhà thay vì mua một hộp đựng các cây cọ trang điểm hãy sử dụng một chiếc ly thủy tinh hoặc ly gốm bạn có sẵn trong nhà thay thế 6. giàu cũng phải biết chi tiêu hợp lý khi chúng ta may mắn có được thu nhập tốt, chúng ta cũng không nên tiêu xài xả láng một cách hoang phí để bù đắp cho những thiếu hụt trong quá khứ nghèo khổ. Có rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống, nếu không phải vì bản thân bạn thì sẽ là vì con cháu của bạn. Nếu muốn đầu tư cho con cháu mình được đi du học nước ngoài cũng sẽ tốn khá nhiều tiền bạc và thời gian. Với lại, không ai biết rủi ro bạn sẽ gặp phải về thu nhập trong tương lai. Chắc gì công việc của bạn luôn luôn thuận lợi, và không bao giờ gặp phải khó khăn. 7. Tiết kiệm không đồng nghĩa với dè sẻn và keo kiệt. Những gì cần mua bạn phải mua, không nên cắt giảm thái quá một cách keo kiệt. Khi lâu ngày đến thăm người lớn quan trọng, ta nên mua một chút quà nhỏ thay vì đi tay không. Khi ốm đau, ta không nên tự chịu đựng thay vì phải đi gặp bác sĩ hoặc mua thuốc uống đường đi làm xa, ta cố gắng mua cái xe thay vì đi bộ hoặc nhờ vả xe cộ của người khác nhiều lần một cách thản nhiên. Cũng không nên vì tiết kiệm quá mà nhịn ăn nhịn uống. Tiền thuốc men và những loại tiền khắc phục hiệu quả sau đó, tôi nghĩ nó còn tốn hơn gấp bội lần. Hãy phân biệt rõ những gì cần tiêu, nên tiêu và không nên tiêu. Tiền bạc không phải tự nhiên trên trời rớt xuống. Chúng ta cũng không nên thoải mái tiêu tiền của kẻ khác tiền của người khác cũng là mồ hôi nước mắt. Nếu họ cho ta, ác họ cũng muốn gì đó ở ta. Trên đời này không ai cho không ai cái gì. Thế nên hãy biết cách kiếm tiền, tiết kiệm tiền, đầu tư tiền bạc một cách hợp lý và khôn ngoan.